Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với điểm tin giải trí tối chủ nhật ngày 3 tháng 4 trên Ibis Ngay bây giờ mời mọi người đến với những nội dung có trong bản tin hôm nay. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh tiếp tục gặp vận xui về sự nghiệp. Phản ứng bất ngờ của Phương Thanh khi anti nhận xét mặt càng già nhìn càng ác. Sở hữu loạt đồ hiệu giá khủng, Trấn Thành là nghệ sĩ giàu nhất nhì showbiz. Trương Giang tiết lộ cách dạy con đặc biệt từ trong bụng mẹ. Trương Hồ Phương Nga bất ngờ hé lộ việc giữ im lặng trong phi tòa năm xưa. Hoa hậu Diêm Hương ẩn ý chuyện ly hôn lần hai, phản ứng bất ngờ của Di Khánh khi bị chê yếu đuối ở xa nhập ngũ. Ngọc Lan gây sốc khi tuyên bố đã lập sẵn di chúc cho con. Cuộc sống đã mơ ước của Lý Hải bên vợ và bốn con thơ. Anh trai người sĩ ưu tú Thành Lộc nói gì trước nạn loạn YouTuber bẩn? nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh tiếp tục gặp vận xui về sự nghiệp. Sau khi ồn ào từ thiện kết thúc, các nghệ sĩ đã đồng loạt có những hoạt động cá nhân mới. Tuy nhiên, nam danh hài Hoài Linh vẫn tiếp tục gặp vận xui. Cụ thể, mới đây, bộ phim Mến Gái Miền Tây ra mắt đã nhận được rất nhiều ý kiến chỉ trích từ cư dân mạng. Khai thác đề tài LGBT, quy tụ dàn cast tên tuổi như nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, Lê Giang, Võ Đăng Khoa. Xong trên hầu hết các diễn đàn mạng xã hội, bộ phim đều nhận lại những lời chê bai các bài review phim đánh giá thấp mến gái miền Tây khi xây dựng câu chuyện cũ, kịch bản không sâu sắc. Chưa dừng lại ở đó, theo Social Blade mới đây, kênh YouTube Nguyễn Võ Hoài Linh đã bị tụt thê thảm số lượt đăng ký, kéo theo số tiền mà kênh kiếm được cũng xuống thấp. Cụ thể, kênh của Nam Danh Hài đã tụt xuống mức dưới 1 triệu người đăng ký, khi chỉ còn ở mức 995.000 lượt. Trong một tháng qua, số lượng người đăng ký kênh giảm mạnh hơn 2.000 lượt. Tổng số lượt xem từ khi nghệ sĩ Hoài Linh vướng ồn nào cũng giảm mạnh 23,3%. Những thông số trên khiến người xem không khỏi bất ngờ, bởi kênh YouTube của Nam Danh Hài từng đặt kỷ lục khi có một triệu người đăng ký nhanh chỉ sau một tuần, một con số đáng mơ ước của nhiều nghệ sĩ có thể thấy, mà hoạt động của nghệ sĩ Hoài Linh dường như đóng băng hoàn toàn từ hồi nào từ thiện. Nam danh hài đã biến mất khỏi showbiz và mạng xã hội, không hề đăng tải bất cứ thông tin nào trên trang cá nhân, cũng như các tài khoản liên quan. Dư âm từ scandal chấn động này còn khiến mỗi lần xuất hiện của Hoài Linh đều nhận chỉ trích và gạch đá từ cư dân mạng. Vì vậy, số tiền kiếm được từ kênh cũng chẳng còn bao nhiêu. Trong một tháng, kênh có thể kiếm được khoảng từ 9 đến 141 đô la Mỹ, khoảng 207.000 đồng đến 3,2 triệu đồng. Với đà giảm lượng tương tác trong một năm, kênh giờ có thể kiếm được tối đa 1.700 đô la Mỹ, khoảng 39 triệu đồng. Thời điểm trước đó, kênh YouTube của Hoài Linh chỉ đăng tải những video về cuộc sống hàng ngày, nhưng cũng thu về lượt view khủng. Cũng nhờ đó mà kênh có thể kiếm được từ 1.600 đô la Mỹ, 37,9 triệu đồng đến 24.900 đô la Mỹ, khoảng 500 triệu đồng. Thế nhưng gần một năm qua, anh ẩn khiến cho trang mạng xã hội của mình cũng đã mang theo các chỉ số lần lượt giảm xuống. Liên quan đến người tố cáo nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và nghi ngờ nam danh hài có dấu hiệu không minh bạch chuyện từ thiện, bà Nguyễn Phương Hằng mới đây đã bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Phản ứng bất ngờ của Phương Thanh khi Antifa nhận xét mặt càng già nhìn càng ác. Mặc dù đang lưu diễn tại Mỹ, Song Phương Thanh vẫn chăm chỉ cập nhật hình ảnh chia sẻ của mình trên trang cá nhân. Mới đây bên dưới một bài đăng của Phương Thanh, một cư dân mạng đã bất ngờ để lại nhận xét kém duyên: "Mặt Phương Thanh nhìn càng già càng ác, hậu vận không tốt, Phương Thanh nên tu tâm dưỡng tính thì tốt hơn." Đáng chú ý, người này còn khẳng định quen biết nữ ca sĩ: "Mình biết Phương Thanh từ lúc còn trẻ." Trước đây Phương Thanh ra Hà Nội thường xuyên mà Vì mình thấy Phương Thanh hay đi tu nên mình khuyên vậy thôi Tuy nhiên ngay sau đó Phương Thanh lại có phản hồi hoàn toàn trái ngược Bà này hay là đứa con gái này ảo tưởng Bà Tranh ra Hà Nội không bao giờ gặp ai ngoài các bên nhạc, ca sĩ Cũng không tu chung với bà nào ở Hà Nội nhé Có gặp người ta được đâu mà nhận bừa mình biết Thời trẻ chỉ đi với hai bà Hương Loan và Phương Loan Giờ tầm 62 tuổi là hay đi chung ngày xưa Giờ hết lâu rồi Minh ác mà cứ tưởng người ta ác ảo tưởng sự quen biết Tiểu nhân thì nhận mình là tiểu nhân đi. Bạn nghĩ sao về màn đối đáp anti fan này của Phương Thanh? Sở hữu loạt đồ hiệu giá khủng, Trấn Thành là nghệ sĩ giàu nhất nhì showbiz. Mới đây Trấn Thành đã gây xôn xao khi tặng nước hoa đồng hồ hiệu giá khủng. Từ đây nhiều người cho rằng năm MC chính là nghệ sĩ giàu có bậc nhất showbiz. Trên trang Instagram Trấn Thành đã khoe chiếc đồng hồ xịn xò so, có giá trị khoảng 2,5 đến 3 tỷ đồng. Trước đó, nam MC cũng từng khoe một chiếc đồng hồ trị giá từ 6 đến 9 tỷ đồng. Trong khi dân tình còn đang mãi chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ mới, thì anh chàng lại tiếp tục thả thính xét nước hoa có giá 700 triệu đồng, chưa tính phụ phí. Là người yêu thích nước hoa, ông xã Harry Won sở hữu một tủ lớn chứa hơn 200 chai nước hoa ở nhà và con số này cũng tăng dần theo thời gian. Ngoài ra, Trấn Thành còn có đến hàng chục chiếc ghim cày áo đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng hay như tủ quần áo, dây dép, túi sách của riêng nam MC cũng có số lượng lên đến hàng trăm món. Với biệt thự sang trọng, xế hộp tiền tỷ và vô số đồ hiệu đắt tiền, nhiều netizen không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ nam nghệ sĩ về độ giàu có và chịu chi. Tuy nhiên, cũng có bộ phận buôn lời mỉa mai tại sao vợ chồng Trấn Thành, Harry Won, không chịu bỏ tiền mua nhà cho bố mẹ vợ ở Hàn Quốc mà để họ phải ở nhà thuê. Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Trương Giang tiết lộ cách dạy con đặc biệt từ trong bụng mẹ. Mạng xã hội mới đây đã lan truyền chia sẻ về cách nuôi dạy con của danh hài Trường Giang. Anh cho biết, hồi đó tôi cứ nghĩ có con là sẽ dạy con mỗi ngày, nhưng khi có con rồi thì tôi không cần phải dạy, bởi cách đối xử của chúng ta dành cho những người xung quanh thì con sẽ thấy. Đáng chú ý, ông xã Nhã Phương còn có cách dạy con vô cùng đặc biệt khi sẵn sàng dành thời gian để trò chuyện. Ngay từ khi bé còn nằm trong bụng mẹ, anh cho rằng nhóc tỳ có thể nghe được những gì mọi người nói với bé. Kết quả là bé Destiny sau khi chào đời chỉ mới 4 tháng rưỡi đã biết kêu tiếng ba. Theo mười khó, bầu không khí trong gia đình rất quan trọng trong sự phát triển của con cái. Tôi luôn giao tiếp với con mỗi ngày, chơi đùa, nói chuyện, nói trên trời dưới đất. Con không được xem tivi và chơi iPad quá nhiều. Và điều quan trọng nhất là phải nói chuyện với con. Khi nói chuyện với con thì đầu óc của tôi rất thoải mái. Những thông tin tôi đưa đến cho con thì tôi nghĩ con sẽ không biết. Ấn tượng ban đầu khi tôi gần gũi con là làm bạn với con thì sẽ tốt hơn. Bạn nghĩ sao về những chia sẻ này của Trường Giang? Trương Hồ Phương Nga bất ngờ hé lộ việc giữ im lặng trong phiên tòa năm xưa. Vài ngày gần đây trên mạng xã hội TikTok bất ngờ xuất hiện loạt clip hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đứng trước vành móng ngựa trong vụ án tình tiền với đại gia Cao Toàn Mỹ. Và chiều ngày 2 tháng 4 vừa qua, người đẹp đã có những trải lòng về vấn đề này xem lại những clip trên tiktok bây giờ mình cảm thấy may mắn bởi vì mình từng nghĩ sẽ sống một thời gian dài trong nhà giam còn bây giờ thì cảm thấy quý cuộc sống hơn bao giờ hết tiết lộ cách bản thân đối mặt với những chỉ trích của dư luận cô cho biết tôi hiểu cuộc sống không phải ai cũng thích mình đối với người dành tình cảm tốt cho mình tôi xin cảm ơn và trân trọng còn những ai chưa thiện cảm với mình tôi sẽ xem họ góp ý có đúng hay không và tự kiểm điểm lại bản thân để sửa đổi tốt hơn bên cạnh đó trương hồ phương nga cũng lần đầu tiết lộ sự thật về việc bản thân quyết định im lặng nhưng lại được mọi người tung hô trong phiên tòa. Lúc tôi im lặng không phải là tôi biết luật, tôi hoàn toàn không biết Việt Nam có luật đó. Tôi im lặng là vì lúc đầu vào tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nên tôi không muốn nói bất cứ điều gì để sau này bất lợi hay có thể làm tôi stress hơn. Bạn nghĩ sao về những chia sẻ này của Trương Hồ Phương A? Hoa hậu Diễm Hương ẩn ý chuyện ly hôn lần 2 Thời gian qua, tin đồn Hoa hậu Diễm Hương ly hôn người chồng thứ hai Quang Huy liên tục rộ lên, song người đẹp vẫn giữ im lặng, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Cho tới mới đây, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 bất ngờ đăng tải dòng trạng thái gây chú ý, đừng nhầm lẫn độc thân với cô đơn, vì có những người độc thân nhưng chẳng cô đơn chút nào. Nhiều người cho rằng cô nàng đang khéo léo tiết lộ tình trạng độc thân. Trước đó vài ngày, Diễm Hương bất ngờ nhắc tới ông xã Quang Huy trên trang cá nhân. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi và anh Huy đang hợp tác tốt trong việc cố gắng mang lại cuộc sống vui vẻ cho con. Noah may mắn có một người ba tốt, ông bà ngoại tuyệt vời, ông bà cô chú hết mực thương yêu, cô chú cưng chiều và một người mẹ hên xui. Qua lời khẳng định cả hai đang hợp tác, cố gắng mang lại vui vẻ cho con, nhiều người lại càng thêm tin rằng Hoa hậu đang ngầm xác nhận chuyện ly hôn. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là đồn đoán từ cư dân mạng, thực hư thế nào phải đợi người trong cuộc lên tiếng mới biết được. Phản ứng bất ngờ của Duy Khánh khi bị chê yếu đuối ở sao nhập ngũ Trong tập 5 của chương trình truyền hình sao nhập ngũ 2022 vừa lên sóng, Duy Khánh đã gây chú ý vì khóc khá nhiều ở một thử thách nặng đô. Xuyên suốt quá trình thực hiện thử thách, nam diễn viên đã có những biểu cảm nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu, Mặc dù thực hiện chưa thật sự tốt, nhưng anh chàng vẫn được các đồng đội cổ phủ rất nhiều. Khi Duy Khánh bật khóc, Hoa Minh Si đã ôm nam diễn viên và dỗ dành để anh chàng bình tĩnh lại. Trước tình huống này, nhiều khán giả đã buông lời chê bai Duy Khánh yếu đuối, sức chịu đựng thậm chí còn thua các cô gái. Về phía Duy Khánh, nam diễn viên đã đăng lại phần thực hiện thử thách của mình lên fanpage và bày tỏ dù xem lại nhưng anh vẫn hồi hộp và xúc động vì lần đầu thực hiện tâm lý bị bất an nhưng anh chàng cảm thấy hạnh phúc khi vượt qua được nỗi sợ. bên cạnh đó nam diễn viên cũng thẳng thắn đáp trả những lời chê bai từ netizen khánh yếu đuối lắm và cũng chưa bao giờ nhận là mình mạnh mẽ hay hò gì cả nên mấy bạn đừng vào comment kiểu chê trách này nọ nha. Ngọc Lan gây sốc khi tuyên bố đã lập sẵn di chúc cho con. Mới đây, nữ diễn viên nổi tiếng Ngọc Lan đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hậu ly hôn cũng như khó khăn hành trình làm mẹ đơn thân bên con trai Louis. Theo đó, cô cho biết bản thân quyết định không tái hôn và sợ cảnh người la dạy con và luôn giữ khoảng cách với chồng cũ. Đối với cô, mối quan tâm lớn nhất hiện tại chính là con trai. Đáng nói, Ngọc Lan cũng lần đầu chia sẻ cô đã để dành được một khoản tiền lớn lập di chúc dù hiện tại con trai 14 tuổi. Nữ diễn viên chia sẻ, 18 tuổi Lan sẽ cho con tự lập, bạn muốn làm gì bạn làm, Lan sẽ không can thiệp vào chuyện của bạn nữa. Đến khi con 18 tuổi Lan sẽ đi du lịch, tận hưởng cuộc sống của Lan, vì thanh xuân của mình bỏ hết cho công việc gia đình, mình vẫn là hậu phương cho bạn. Đồng thời cô cho hay nếu không có ai ở cùng, mình sẽ vào viện dưỡng lão và không có nhu cầu ở chung với con dâu, thậm chí sẵn sàng nuôi cháu nội chứ vẫn không muốn làm phiền đến con cái. Bạn nghĩ gì về những tâm sự này của Ngọc Lan? Cuộc sống đã mơ ước của Lý Hải bên vợ và bốn con thơ. Lý Hải Minh Hà được mệnh danh là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt, bởi lẽ dù đã bên nhau 16 năm nhưng họ vẫn luôn dành cho nhau những điều ngọt ngào như thuở ban đầu. Mới đây, nhân dịp sinh nhật của mình, Hot Mom Minh Hà đã khoe bộ ảnh vô cùng hạnh phúc bên gia đình, không phải bữa tiệc hoành tráng, gia đình Lý Hải lựa chọn không gian thiên nhiên đầy thơ mộng. Dù chỉ là một chiếc liều nhỏ cùng bánh kem đơn giản, nhưng có thể thấy cả gia đình đã vô cùng hạnh phúc, khiến ai nhìn vào cũng phải trầm rồ. Dù có khối tài sản kết xu, song gia đình Lý Hải, Minh Hà lại nổi tiếng nhờ phong cách sống giản dị, cùng cách nuôi dạy con khéo léo. Được biết, gia đình đạo diễn Lật Mặt có một trang trại ở Đà Lạt nên anh thường xuyên đưa các con đến để trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống hòa mình vào thiên nhiên cũng như giáo dục con trẻ các kỹ năng cần thiết. Kém ông xã 17 tuổi nhưng Minh Hà lại được nhận xét là người chính chắn và khéo giao tiếp. Sau khi kết hôn, cô nàng quyết định rút về làm quản lý riêng, hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp. Vì vậy, không ít lần trên sóng truyền hình, Lý Hải chia sẻ anh rất biết ơn khi có người vợ luôn làm điểm tựa để anh có thể yên tâm phát triển sự nghiệp. Anh trai nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc nói gì trước nạn loạn YouTuber bần? Thời gian dài vừa qua trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều thành phần YouTuber bần, chuyên giật tít câu view, đưa tin sai sự thật và trái với đạo lý. Vì vậy không ít đối tượng có hành vi lộng ngôn vi phạm pháp luật đã bị cơ quan chức năng sờ gáy. Chia sẻ về vấn đề này, anh trai nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, nghệ sĩ Bạch Long, hoàn toàn ủng hộ động thái cứng rắn của lực lượng có thẩm quyền. Đồng thời ông cho rằng, điều này tốt thôi vì trời cao có mắt. Từng bị vướng nhiều tin đồn ác ý thậm chí bị đồn thổi đã qua đời, nam diễn viên gạo cội cho rằng các đối tượng thường xuyên nhắm tới đời tư của người khác để gây tiếng vang. Điều này sẽ có pháp luật trừng trị thích đáng nên ông chẳng việc gì phải quan tâm hay cố giải thích cho mọi người. Nghệ sĩ Bạch Long bày tỏ, mình không nên giận vì càng giận lên tiếng thì vô tình làm cho các kênh đó càng câu view kiếm tiền. Trời cao có mắt, lưới trời lồng lộng, những người có phát ngôn bừa bãi phải bị xử lý để những kênh đó không làm chuyện tầm bậy tầm bạ. Bạn nghĩ sao về những chia sẻ này? và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc điểm tin giải trí tối ngày hôm nay xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn chúc mọi người một buổi tối thật nhiều niềm vui để bước sang tuần mới làm việc học tập đạt hiệu quả đừng quên theo dõi ibis để cập nhật những tin tức hot mỗi ngày